Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh, quên các chị về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị. Một trong những cái tuổi mà phải chịu cái sao kê đô hạn gọi là xung thái tuế, tại vì thìn tuất Sửu Mùi 4 tuổi này sẽ chịu thái tuế ở trong năm nay. Nhưng người tuổi Sửu thì là trực thái tuế, Mùi là xung, tuất là hình và thìn là phạm thái tuế. Như vậy thì cái năm này là một cái năm có thể là không có tốt đẹp về nhiều mặt đối với tuổi của các chị. Các anh thì có sao La Hầu, hôm bữa trước thì em đã làm cái vận hạn của 6 tháng cuối năm rồi, thì bây giờ chỉ là đến phần của các chị. Để có cái lập luật của 6 tháng cuối năm dựa theo cái tử vi, cái kiến thức mà em thu thập được, thì phải xét xem là sao hạn, vận niên, mọi thứ, rồi sau đó mình mới ứng dụng vào cái phần vận hạn. Thì người Đinh Mùi á, thì năm nay là một năm có thái tuế ở trong hạn, cho nên dưỡng sao kế đồ, một cái hung tinh có thể là bậc nhất đối với người nữ mạng. Cái hung tinh kế đô này thì nó lại thuộc hành thổ, các chị là thuộc mệnh thủy, cho nên nó là người bị sao này chiếu mệnh, người Đinh Mùi nữ mạng bị sao này chiếu mệnh thì dễ gặp tai nạn, hao tốn tiền của, dễ sinh chuyện thị phi, bệnh tật hay tan khó, khiến cho tâm trí luôn có cái sự bất ổn, lo âu, đề phòng họa vô đơn chí hay trong nhà có chuyện không may. Đó là cái không tốt đẹp đối với người Đinh Mùi ở trong cái năm như thế này. Rồi, hạn của năm á thì là hạn thiên tinh, một trong những cái hạn đem đến rối rắm tranh chấp. Người ta nói gặp hạn thiên tinh á thì nên đề phòng những cái tai nạn bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh thị phi. Nữ giới gặp sao hạn này á thì cẩn thận những cái bệnh từ thắt lưng trở xuống ha. Còn bệnh gì thì mọi người đấy không nên làm mà quá sức ở trong những cái việc nặng, dễ có hao tổn ở thắt lưng nha. Rồi, vận niên của năm á, thì là vận niên Cẩu Cuồng Phong, một trong những cái vận niên có thể nói là xấu nhất. Cái năm như thế này thì đụng đâu thua đó, nếu mà nói về các chị mà làm ăn, không có cảm thấy thoải mái trong lòng, luôn cảm thấy bực dọc, muốn thôi thúc mình làm. Nhưng mà nên cẩn thận, sức khỏe bổn mạng, tất cả mọi thứ đều không tốt khi mà vận niên như thế này. Sao hạn vận niên là xấu, thiên can cũng không tốt đẹp, khi chữ đinh của Đinh Mùi khắc chữ tân của Tân Sửu, gọi là thiên can tương khắc năm, công việc dễ có rối rắm, dù là đó là việc cũ xưa giờ vẫn làm mọi thứ ok. Địa chi Sửu Mùi là lục xung, trong cái các cái cặp địa chi đây là địa chi xấu nhất, thìn tuất Sửu Mùi nằm trong cái bộ tứ hành xung sát nhau, gọi là chính xung và lục xung. Như vậy xét nè, sao hạn vận niên thiên can địa chi xét chung cái ở ngoài thì có 5 cái thì xấu cả 5 cái. Cho nên là người Đinh Mùi ở trong năm này thì nếu như em cho cái lời khuyên thì các chị nên thuận việc cũ mà làm, có chút khó khăn cũng phải chấp nhận. Năm nay tiền mà có đi ra thì các chị nên mừng, tại vì nếu ở một cái năm xung khắc như thế này thì dễ có là suy hao về bổn mạng, sức khỏe, tiền tài. Thì nếu như suy hao tiền tài thì còn bổn mạng và sức khỏe, còn ngược lại có tiền tài thì bổn mạng, sức khỏe, nhớ cẩn thận, đặc biệt là tháng 6 sắp tới. Rồi, đó là cái tử vi, nhìn tổng năm toàn là cái điều xấu không. Rồi bây giờ mình xét xem cái vận hạn 6 tháng còn lại nó như thế nào, dựa vào cái tử vi, cái kiến thức mà thiên can địa chi bản mệnh, cái lập trình của cái cái vận trình của cái 6 tháng cuối năm. Tháng đầu tiên đó là tháng Bính Thân, tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng Bính Thân thì thuộc hỏa. Như vậy xét về bản mệnh, người mệnh thủy gặp tháng hỏa là bản mệnh các tháng sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, những cái bệnh nặng nhẹ ha. Trong cái
về bổn mạng á thì gồm có nè, bổn mạng, khắc tháng, xấu nhất vẫn là tháng khắc bổn mạng, nhì là bổn mạng khắc tháng, và xấu thứ ba là bổn mạng bị sinh xuất. À, cho nên là đây là cái xấu nhì, chưa phải cái xấu nhất ha. Thiên can thì đinh với lại bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, đây là tháng có thể nói là công việc sẽ không có cái quá nhiều cái sự xung khắc, đỡ đần hơn cái tháng 6 khi mà tháng tuổi à đinh ất thì nó có vấn đề một tí xíu. Rồi, tháng 6 không phải là ngoài cái việc là tháng tuổi không đâu, mà là tháng đó cái sao kế đô nó đối với người nữ mạng nó hoành hành mạnh hơn. Tháng 5 này là tháng tốt đối với người định mùi đây. Địa chi của tháng 7 là thân, gặp mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên có thể nói tháng này là gia đạo tình cảm không có vấn đề gì lớn, cũng có chút vui vẻ. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch, tháng Đinh Dậu, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng Đinh Dậu thì là một tháng hỏa, tiếp tục cũng giống như tháng 7, khi thủy của bản mệnh các chị khắc tháng, bản mệnh khắc tháng sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe. Thiên can chữ đinh của Đinh Mùi và Đinh Dậu là đồng hành, công việc thuận thành hanh thông, không có việc gì quá lớn. Đây là tháng công việc tốt đẹp hơn cái tháng 7. Địa chi Mùi Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, tiếp tục là một tháng có cái tình cảm gia đạo không quá nhiều buồn phiền âu lo. Rồi đó là hai tháng hỏa của cái vận trình 6 tháng. Tiếp tục là tháng Mậu Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng Mậu Tuất là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế suy yếu. Thiên can Đinh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của đinh là hỏa, mậu kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất. Đây là tháng dễ bị suy hao tài lộc, nhưng không phải là suy hao lớn, hoặc là có trong sự tính toán của mình. Địa chi Tuất Mùi, thần Tuất Sửu Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, nhưng không thuộc chính xung, nên gia đạo tình cảm có chút buồn phiền âu lo, nhưng mà cũng không quá lớn. Chắc là có chút buồn phiền về con cái, đặc biệt là con trai ha. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm 2021. Tháng 10 là tháng Kỷ Hợi, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng thì bản mệnh tiếp tục là sinh xuất, khi thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không tốt, phúc tinh và tài tinh tiếp tục suy yếu ở trong tháng này. Thiên can thì cũng khá giống với tháng 9, khi đinh và kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm của đinh là hỏa, kỷ là thổ, đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, rất dễ suy hao tài lộc ở trong cái tháng như thế này. Cho nên là các chị có bị suy hao tài lộc thì cũng không có việc gì mà gọi là quá lớn, nó thuận theo cái lẽ tự nhiên. Địa chi thì tháng này là một tháng tốt đẹp, khi người tuổi Mùi gặp tháng Hợi là nằm trong cái bộ tứ tam hợp Hợi Mã Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc, các mối quan hệ trong xã hội. Có thể tháng này nếu như các chị nào mà đã gặp cái chuyện mà gọi là bế tắc từ tháng 6 mà nó kéo dài tới mấy cái tháng này, thì tháng này dễ có gặp người quý nhân đưa đường chỉ lối mà cái việc đó nó hanh thông. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy là hơi bị mệt rồi đó. Vì sao? Vì bản mệnh là của tháng là thổ, sẽ khắc thủy của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh, bản mệnh không tốt, cẩn trọng bổn mạng sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bổn mạng về bệnh nạn. Như vậy là căng ha. Khi mà bổn mạng bị tháng tư khắc như này, phúc tinh tài tinh là coi như mất hẳn. Mà thực sự ra phúc tinh tài tinh mất hẳn thì sao? Thì phá và bại tinh nó sẽ được dịp hoành hành trong cái cung hạn của người Đinh Mùi năm nay á, thì có giải thần. Thì giải thần là đệ nhất
hóa giải những cái hung tin. Tháng này khi bản mệnh bị tương sát như thế này á, thì cái đệ nhất giải thần nó sẽ không có tác dụng, mà không có giải được, hóa giải được cái hung tin thì thằng ông nội kế đô ổng sẽ tự tung tự tác. Mà kế đô thì biết rồi ha, không xô cũng ngã, cẩn trọng cái bộ mạng sức khỏe của các chị. Thiên can đinh canh thì công xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ với mặt tử vi. Ok, tháng này cũng không có gì quá lớn ở trong công việc, nếu các chị chọn cái công việc từ xưa tới giờ mình vẫn làm công việc cũ. Địa chi thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì Tý và Mùi là nằm trong cái bộ địa chi nhị hại theo người miền Nam và lục hại theo người miền Bắc. Cho nên gia đạo tình cảm của tháng này cẩn trọng chuyện không vui, cẩn trọng đối tác là ăn gây thiệt hại. Coi chừng đối với các chị mà làm ăn, coi chừng tháng này người ta lừa mình ha, cẩn thận. Còn các chị có con trai dưới 21 tuổi thì cẩn trọng, tháng này sẽ gây cho chị buồn phiền. Đó là cái tháng 11 có vẻ là không được tốt đẹp cho lắm. Tiếp tục là tháng 12, tháng cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, tháng chạp của năm này. Tháng chạp của năm Tân Sửu chính là tháng Tân Sửu luôn, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu. Như vậy thì xét xem nó như thế nào. Tháng Tân Sửu thì chắc chắn là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng, tiếp tục giống như tháng 11 khi thổ khắc thủy. Tháng khắc bản mệnh không tốt bản mệnh, cẩn trọng sức khỏe, đề phòng những tai nạn, bệnh nạn phạm thân nguy nan tới bộ mạng của mình. Các chị nhớ cẩn thận tháng này giùm em. Vì sao? Vì thiên can cũng giống như năm, đinh của các chị sẽ khắc tân của tháng và đinh khắc tân của năm. Đây là thiên can rất không tốt trong công việc. Thậm chí đây là một cái thiên can có thể là trong công việc làm ăn, dù là cũ mới gì đó thì cũng có cái sự chống phá, sự không tốt đẹp, thậm chí là đảo tụng địch, bị kiện thua trong tháng này. Địa chi thì cũng giống như năm khi Sửu Mùi là cặp địa chi lục xung sát nhau trong bộ tứ hành xung, cho nên là chính xung lục xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng những chuyện không vui, đặc biệt đây là tháng có chữ đinh khắc chữ tân nữa, cho nên cẩn thận các mối quan hệ trong công việc làm ăn, làm các chị bị hụt hẫng. Có thể nguyên năm làm ăn giao hàng đồ này kia, tới cuối năm nghĩ là thanh toán, cuối năm người ta cái cuốn gói đi đâu mất là chuyện bình thường thôi, không có gì mà phải quá suy nghĩ. Cho các chị lời khuyên ở trong cái vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021, một cái năm mà các chị rơi vào cái vận thế không được tốt đẹp cả về bổn mạng, sức khỏe lẫn công việc mọi thứ, thì em khuyên các chị nên gọi là an phận thủ thường. Mọi chuyện cái việc cũ mà làm cẩn trọng hết, trong cái việc mà về tiền bạc không cho thiếu đủ quá nhiều, để mà có một cái năm gọi là an toàn vượt qua. Vốn dĩ người đinh mùi là những người rất an toàn ở trong công việc, làm thì phải suy trước tính sau. Tuy nhiên người ta đã nói cái việc suy tính của chúng ta không phải nào qua được cái thời vận. Thời vận không tốt, có suy mấy tính mấy thì nó cũng sẽ có thiệt hại. Hy vọng rằng với những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến các chị tuổi đinh mùi, các chị có thể ứng dụng nó mà có được những cái thành công nhất định, hoặc là không bị thất bại ở trong những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh, các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.